Nếu chúng ta nhìn lại các cái giao dịch về chuyển nhượng đầu tư mua bán sáp nhập trong những năm trước đây, 3-4 năm trước đây, thì hầu hết đều có cái hình bóng của nhà tư vấn đầu tư, tư vấn môi giới ở trong này. Ở phía nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia vào cần đầu tư vào thị trường Việt Nam, mua lại các nhận lại các khoản chuyển nhượng, thì họ cần cái sự hỗ trợ của nhà tư vấn trong cái việc là đánh giá cái tình hình kinh tế Việt Nam, xem xét đưa ra các cái kiến nghị về các cái thương vụ, cũng như là cung cấp những cái thông tin về luật pháp để giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan cụ thể hơn về cái tình hình kinh tế Việt Nam cũng như các cái thương vụ mà cần tham gia. Về phía người chuyển nhượng dự án thì nhà tư vấn sẽ hỗ trợ trong cái việc là tiếp cận với các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời tư vấn cho các cái bên chuyển nhượng trong nước này những cái mong muốn mà nhà đầu tư nước ngoài đã mong muốn, cũng như là các cái cơ cấu về thương vụ, về giá cả như thế nào, để nhằm giúp cho người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng họ gần hơn với nhau và cùng tiếng nói, thì như vậy thì các cái thương vụ sẽ được xảy ra. Không những các cái thương vụ giữa nước ngoài và trong nước, mà chúng ta thấy các đa số các cái thương vụ giữa trong nước với nhau thì đều có hình bóng của nhà tư vấn. Vậy thì chúng ta có thể nhìn rằng là đâu đó thì nhà tư vấn đang là người đứng sau bức màn luôn luôn hỗ trợ các cái giao dịch và tạo ra cái tính thanh khoản của thị trường để giúp cho thị trường được tốt hơn trong cái bối cảnh mà chúng ta đang thấy là rất nhiều khó khăn hiện tại. Thực sự mà nói đó, mà những cái người á, mà hoặc là những cái công ty mà làm trong cái lĩnh vực M&A á, tức là merger acquisition á, tức là về sáp nhập mua bán sáp nhập á, thì cái quan trọng mà cái điều quan trọng nhất của mấy cái đơn vị này đó là hầu hết tất cả những người này đã làm trong lĩnh vực về tài chính, hoạch định trong vấn đề về về việc quản lý, họ nắm am hiểu được cái thị trường, vì vậy mà đòi hỏi cái chuyên môn nghiệp vụ của những người này rất là cao. À, và chính vì như vậy họ mới đem đi nghiên cứu phân tích được, cho thấy được cái tiềm năng, cho thấy được cái tương lai của những cái công ty hiện tại bây giờ, và nếu mà họ khi sáp nhập thì họ được như thế nào và cái tiềm năng họ ra sao, thì họ phân tích từ cái tình hình vĩ mô tới vi mô gì vậy mà đồng thời am hiểu luôn kể cả cái ngành nghề mà của các đơn vị nữa, vì vậy mà sẽ tư vấn chính xác đúng mức hơn cho các hai bên để mà có những cái thương vụ về hợp tác.